2 3 5 4 10 Ôi. Bây giờ chèn cái đá này vào tận, để chèn cái đá vào. Muốn gì đó, chèn chết ở trong rồi thì nó cái chỗ này dần là nó đẩy ra dần đấy, nó không bị kênh lại. Được rồi. Ôi, theo nhà ấy thôi. Đâu đó, đâu? Nó ấy quay lại. Nó mà cứ phải như này. Quý vị thân mến, hiện tại thì em Ngọc và em Cái đang có mặt tại gia đình nhà em Trả. Hôm nay thì anh em cũng vào đây xem lại cái quỹ đất để sau này mình làm nhà em Trả, cũng như là xem cái phần đất để làm nền nhà, cũng như là cái đất ở vị trí nào mà làm được nhà. Tại vì vừa rồi gần đây thì cũng có là anh em cũng xem qua cái nền nhà rồi, nhưng mà cái vị trí đấy nghe chừng là nó cũng không ổn lắm. Bây giờ mình xem lại kỹ xem là tính toán sao để cho nó hợp lý. Hôm nay em Ngọc cũng có với em Cái vào đây. Đi lên nhà em Trả đi Cái. Anh ơi, anh như ở đây cũng có thấy Trả ấy, Trả đang ở dưới này sao mà đâu đấy, có người ra đá đang có nó tiến sao. Trả ơi, có phải Trả đấy không nhỉ? Trả không nhỉ? À, đang ở dưới đấy anh. Đang làm gì nhỉ? Biết đang đặt đá đấy. Mình đang đập đá làm gì đâu nghe nhỉ? Đi qua đường này đi vào xuống xem nào. Biết là chắc là đang sửa đường hay là cũng đặt đá để kè đi thêm đất sao. Đường đi vào đây là chắc là sửa đường để thu ngô hay làm gì ấy. Cái này sửa đường để xe máy đi này. Vâng, đang sửa đường. Bây giờ đang là cái mùa thu hoạch ngô bà con, cho nên là bà con khả năng là sửa đường để vận chuyển cái ngô lên hay sao ấy. Vận chuyển bắp ngô bắp lên. Ồ, đây trồng nhiều lạt thế nhở đây này. Đây nó có trồng nhiều lạt này chắc cũng là tốt sao ấy. Đây, nhìn này cũng có tốt. Ừ. À, đây đang phá đá mở đường này. Thế ạ, cũng có mấy thanh niên này. Con vào đâu có đội này ở tận đâu đến chứ? Chứ bên trong đấy chứ, chọn bên trong. Chọn bên trong không phải ở đây đâu mà. Vâng. Nè quá chị à. Ok là. Ok. Ừ, ok mới chị. Chào anh em nha. Ừ. Thế ok tao không có cửa. Không có kiểm tra đâu á. À, anh em đang sửa đường này để mai kia thu ngô ấy. À. Mai chở. Thế mai chở như phải phá cái cục đá đi á? Ừ. Giờ đang lúc này mùa giờ lỏ ra thì không? Ừ, tổ này lạc lỏ. À, anh em muốn đi thẳng luôn ấy, bây giờ tận cái hòn đá này xong rồi đi lên thẳng cung cua vòng đây nữa. À. Thế nhớ đã kiếm cho trôi rồi như thế con đá luôn ạ. Ừ. Cái Trả xuống đây xem hay là xuống đây hộ đấy. Tôi đi sửa lại chìa ối là tôi bao ối đấy, dạo ối đấy là. Trả chìa chưa? Hả? Chìa chưa? Mà bị ảo lên rồi đi khéo thế rồi, lâm mua té khéo rồi mà xuống. Mua thế nào? Mua cho lọt chính là sẽ. Ừ. Tức là mình thanh niên cũng vào để giúp là chỉ nữa làm phần đất đi. À, làm phần đất đây à? Cào đây à? Vẫn thấy làm đấy mà. Thế à, lò chỉ lò mà, chỉ nhỏ xe. Thế thì nhân nhỏ mà lấy chấm dầu ấy nên đi chỗ của A mới uôn rồi là chỗ đó. Hả? Dầu. Dầu thì chẳng dầu nhé. Mình ăn thêm chè. Hãy ý mình chỉ chờ nó nhé, ồ nó uôn lối ra không đi lò ạ. Ừ. Cái này nó vòng quá đúng không? Không, bây giờ thì không đi vòng nữa, bây giờ đang mở làm thẳng luôn đấy. Thế là ngô chắc là bãi ở đâu gần đây thôi chứ đúng không? Phố thì nên phố cửa ốc phải không? Vào. Tích ở bên dưới hủ. Tích bên dưới á? Ừ. Bộ tích bên dưới hủ này mà cậu vận chuyển xe máy thì làm sao vác lên được. Chà, vô phố đấy là thì đi là chị thế. Nhà thì ô. Nhà thế nó. Ừ, mà nó xấu. Đặt cái hòn đá về mới là kè đây. À, kè chỗ này à? Đây đây, sáng nay mấy thanh niên hộ làm đây đây. Thế Trả, à đây thế Trả, sáng nay hộ làm đấy rồi đúng không? Nhi ổ, đi cho thấy ai chúng thú thì mới ra rồi. Đang đào cái đất này, lớp bên dưới này. Đang đào đất dưới này. Thế hộ đấy là chắc là người nhà hay gì nhỉ? Anh em gì không nhỉ? Tức là anh em có cùng nhau có đường đấy thì mình mua hộ gia đình một người ấy. À. Chứ là mua ý chạy mấy thử là nó chỉ siêu to thôi rồi là. À. Tức là nhà bác hôm nay không ở nhà ấy. À, nhà bác không ở nhà đi thay nhà bác à? Vâng ạ. À, tức là cái cùng một cái cung đường này xuống dưới cái hủ dưới này ấy thì là cũng có rất là nhiều những cái nương của mỗi một nhà có một mảnh nương ấy thì chung một cái con đường này là phải bỏ ra mỗi một gia đình là đi một người đúng không, là hộ làm cái con đường này để đi chung. Hôm nay là bác không có nhà, bác đi đâu đấy? Chị không có chị đó điện nương cái la ạ. Mới chị về là nương cái ngăn nhà sinh. Bác đi sang nhà cái con gái rồi. Bác sang nhà con gái à? Thế sáng nay mới làm hay là làm từ hôm qua rồi cái này? Ủa, thật kỳ uôn rô là thật thì ủa.
Sáng nay cũng làm sứ này. Bây giờ làm sứ mà. Vâng. Anh em bắt đầu sứ từ sứ thì đi trên xuống. Cái này là không phải là ai bảo đi giúp gia đình người ta mà như cái này em như, em chả cũng nói cháu chả cũng vừa nói luôn từ đầu như em cái ra vừa cũng giải thích ấy. Thì là cùng một cái cung đường này xuống ấy, ở dưới này cũng có rất là nhiều hộ, mỗi một hộ có một cái, những cái hộ nào có cái mảnh đất, mảnh nương mà ở dưới này trồng ngô ấy thì là phải bỏ mỗi một gia đình một người đi để sửa đường này để đi con đường chung. Đấy, bà con là kiểu như là cứ ai hộ nào có đất ở dưới này phải bỏ công sức ra đi làm đường. Đấy, kiểu như vậy mọi người ạ. Ốt chuẩn bị. Rồi ạ. Chín rồi. Chính rô đã có đỉnh không? Không sâu không? Chỗ này đang cần, chỗ này chưa cậy ra được, đến cậy ra như chỗ này. Cậy ra một mảnh rồi à? Ừ. Có lùng lay không anh? Chỉ là lấy đốt đi, chỉ đốt đi à? Sâu lắm. Sâu ạ. Thì chỉ nhất to rồi không? Chỉ nhất to. Chỗ tàu khí đấy. Cái này phải có cái xà beng mà dài. Tàu chỗ là như cà hồng tên. Dài hơn cái này và to to, xà beng to hơn nó xà beng. Chúng ta sẵn nhưng mà chứ không đi giảm ạ. Con mà cạy ra được đặt bây giờ mở được cái cung đường xuống. Bà con ở trên này làm được cung đường vất vả đấy. À, không. Thôi ông phải nhỏ nhỏ cho phía chui đi. Thế thì cậy thúng bên đây không được à? Nếu chỉ nhỏ nhỏ có sắp đấy thôi. Tí nữa cái này mà nằm thúng đây cậy ra còn khó hơn. Bây giờ cậy thẳng ra thúng đây không được á? Tôi ở chỉ sọc bên ngắn quá. Bên ngắn quá nhở? Cái bên này dài gấp đôi này đẹp. Bây giờ mà anh cho cái này gập úp xuống đây tí nó cậy lên còn khó hơn. Bây giờ đang thế này thì anh lăn một lần thúng đây. Thế thì có thể ôm bên thiết tháo phía sau. Không có phần nhé. Thứ hai là thiết thì thêm. Rồi rồi rồi. Không, tao cho cản thế ốt thì chắc mà thiết cái chén lòng mà tao nói nhỉ. Ừ. Úp xuống đây là tí nó làm lại khó hơn, đặt lại khó hơn. Thế nó có... Ui, ui, phết biếc rồi. Ôi thôi. Ui. Mà tao cho con đi sống chứ anh thiết anh làm ô bệnh rồi. Ừ, được. Ừ. Được hết. Được. Ui ơi, theo trai ơi. Đâu đó, tao. Nó ấy quay lại. Nó mà nó mà nó cứ bệnh đi à. Thiết kỳ rồi à. Kiện nữa rồi à. À, chứ. Đó đi. Khóa lấy xe. Đó đi. Để sắp bẹt tẩy xe lại xe. Nhịp ta à? Ừ, chạy. Lấy cho nó chạy đi, anh cờ chua em chỉ cần mình xá rồi. Được. Vào về đi. Rồi à. Tạm ạ. Chút tôi nữa. Bao tù nữa. Bao tù xí. Hả? Đây là đi dùng dùng xà beng. Đây nghe. Tôi xà beng đi. Đi bao tù. Bán đi đi. Cháu đội kia tránh ra đã. Mình cháu tránh ra đã. Kia đâu? Kia là mùa đấy chỉ có như thế. Lên hẳn đây, lên hẳn đây. Vốn chạm đi. Được rồi đấy, lên hẳn đây, lên hẳn trên này này. Vốn chạm đi. Vốn chạm xuống là không? Chí chỗ hả là ba? Ừ, chí chỗ. Ờ, rút. Nào. Một. Ai. Để ra chỗ này. Vẫn như vừa nãy. Cậy phát, phát nó đi nào. Ây. 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 Ta ta đổ mình chỉ ra thì họ chen vào là được. Không có cần gì là tao tao cháy nhỏ ấy. Uống nước tao tạm mà như gì vậy? Tạm mà như gì? Cái này là hợp sức nhá, hợp sức là tất cả mọi người nhá. Đấy. Một hai ba. Nào. Một hai. Ôi. Bắt chen cái đá này vào dần, để chen cái đá vào. Mưa nước liền, giật chết, ở trong mưa rồi nước chảy. Chỗ này dần là nó đẩy ra dần đấy, nó không bị kênh lại.
nghĩ là đẻ con này thì là tân tổ sẵn nào tân tổ sẵn mình một cái nữa xuống ấy. Đây này mình bây giờ nó không bửa qua lại được như này là nó bửa đâu là mình chèn cái chân nó đến đấy là nó ngả qua kia ngay có gì đâu đúng không? Pin ở pin thia giờ là pin xía thì nghĩa là đúng là muốn sợ xía. Nào tới rồi tới cổng phía cổng tròn rồi chứ này. Đây anh cậy ở đấy đúng không? Ui, tao sợ tắt. Hôm nay tất cả lu lu à? Tôi Ôi xe hỏng mà nó xe lúc hỏng nó xem nó sẽ uý uống một sẽ uống tiền nó đến đâu là mình có nghĩa là nó bữa phát là mình cứ chèn chân là nó cứ đẩy 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 ra là được mà thia tôi hỏng xì thia thế hả kìa sợ thì tháo phải tất cả tôi là ní thia thia thì tất cả tháo mỏ nhé chỉ cho sợ một tháo đi nó chèn ở cái lỗ này này thưa lỗ ai chứ lỗ tôi được. Anh em đang mong muốn đúng xuống cái hõm này luôn đúng không? Ta có thể kê để cho nó sườn xuống đây phải không anh? Đúng. Thế là đẹp rồi. Cổng thế lắm à? Cổng tẩy khó khó mê thế mà nếu mà sờ một tay. Được. Lối ra đi, ra mình ra đi rồi. Được. Khởi quá sẽ lối mà phủ thôi. Thế thì. Ra không một chân thì không phủ rồi. Thì nó anh bảo anh phải cho ngả lại đây này. Bảo anh cho phải đầm mép mép vào đây xong rồi ngả vào đây một cái là được. Tam vô đây là mình cho nó phủ là được. Sao tam gì? Nhưng mất tỷ đấy à? Hoa cho cứ vào không nhỉ? Thôi như này là xử lý là đẹp rồi. Cho cứ được. Nhưng mà cho tỷ á. Cho cứ vào nhìn gì? À chết tao bốc chết luôn bốc cái gì? Ok, tam thấy như này ổn rồi anh em xin phép là. Và cho cháu trả về nhà một tí nhỉ? Đúng rồi. Nè, uống đi à. Trả đi xin. Vâng. Có xin phép anh em mời cháu trả một lúc về nhá. Xong là sẽ xong là cháu sẽ ủng hộ. Vâng. Nè các chú ạ. Vâng. Này lên đúng không? Vâng, chúng ta có được như này. Cái tỷ lệ mà đá rất là nhiều mà đây là toàn đá tảng. Nó nhô lên rất là nhiều cho nên là ở đây mà làm được cái nền nhà ở đây cực kỳ là khó khăn và vất vả. Đây. Còn cái đá to này. Còn đá to quý vị nhìn thấy cái nền nhà. Thì trước kia cái nhà bác ấy chả cũng làm bên đây cũng tốn rất nhiều tiền, bảo là cái 30 triệu. 30 triệu là nền nhà. Nhưng cái nền thôi. Bảo là làm ấy. Cái nền nhà 30 triệu. Làm cho kè nó cho nó xong thành cái nền đấy. Để là làm cái mặt bằng thôi. Vâng. Giải phóng mặt bằng là hay 30 triệu rồi. Vâng. Vì toàn đá ấy. Đá toàn đá nhiều. Dùng mấy khoan xong rồi dùng búa tạ để đặt ra. Ở đây thì là quý vị như cũng thấy không biết là trước vào là em đội em cấy vào không biết là chia sẻ kỹ chưa, như hôm nay em Ngọc vào cũng chia sẻ thêm một lần nữa để cho quý vị hiểu là cái nền nhà của cháu Trà nó gặp những khó khăn và vướng mắc gì. Mình sẽ đưa ra những cái ý kiến và cái hướng giải quyết làm sao nó tốt đẹp nhất cho cháu Trà để làm sao mà nó vừa giảm cái nguồn kinh phí này và làm sao mà làm nó vừa nhanh này vừa tiện lợi này. Đấy, nhưng mà trước mắt là gặp mà cái khó khăn đầu tiên là cái đá tảng như này ấy, thì phá cái này thì cực kỳ là khó khăn. Phá được cái đá như này quá khó khăn đâu quý vị ở đây này. Cái chỗ này gần như là không phá được luôn. Đấy, phá được những cái vị trí như này ấy, thì là cực kỳ là vất vả và khó khăn. Và đặc biệt là phải dùng những cái thiết bị máy móc và hiện đại mới được. Dùng nở khoan rồi thì là đục các kiểu. Và quan trọng hơn nữa là cái nguồn chi phí được làm được cái này nó cũng khá là nhiều. Ở trước mắt là mình thấy là cái khó khăn và là như vậy. Còn cái nền là cái đất của nhà cháu Trà là không biết là đến tận đâu bên này ấy. Đây ạ, cứ bảo là trước kia thì
lúc mà bố cháu chưa mất ấy, làm cái nền thì là cũng có cái nền cũ trước kia vào ở mẹ cháu mất ở cái nền này luôn à. Thì bảo là trước kia cũng đi kè đến cái chỗ đặt tảng đá đấy ạ. Tảng đá thế này đúng không? Tảng đá đây. Xong từ lúc bố mẹ của cháu trả mất đi xong ấy, lúc đó bố thì mới lại di chuyển đi vào bên trong theo cái mấy anh em bên trong đấy. Xong có cái nhà bác này lại mở đường ấy, tiện đường đi vào bên đấy. Đây là cái đường bên dưới này là đường vào đi vào nhà khác này. Còn nhà cháu trả là nếu sau này nó làm nhà có thể là một là làm tận dụng được cái phía bên dưới này. Tận dụng cái phía bên dưới này này. Là mình có thể là một là làm nền, hai là phải đổ cột. Một kè đá, hai là đổ cột thì một trong hai phương án. Nhưng mà để mà theo như này ấy, thì là tới sau này mà ví dụ anh không có thời gian vào ấy, cái tập trung ở khu vực này ấy, thì là theo anh là cái có một cái phương án làm như nhà của nhà cái em Lành ở khu Vai ấy. Đổ cột như cái nhà em Lành ấy. Vâng. Là đi Trung Quốc 8 năm ấy, mình đổ kiểu dạng thế, mình đổ chỉ mặt dưới này thôi, mà trên này gần như là nền cứng rồi đúng không? Vâng. Đấy, đổ cũng sàn lên như thế, nhưng mà đổ được cái sàn như thế là cũng khá là tốn kém đấy. Nếu mà mình tính phương án là ở đây là không đục cái đá đằng sau. Đục đá đằng sau thứ nhất là nó tốn kém, mất thời gian. Đấy, và nó không hiệu quả. Phải thiết bị máy móc rồi thì là mọi thứ và chi phí rất là nhiều luôn thì mới làm được. Ở đây thì mình thay vì mà bỏ cái tiền chi phí ra để mình đục đá ấy, đúng không? Là mình sẽ đổ một cái cột ở dưới này. Đấy, làm sao để mình chừa cái lối đi lại của người ta đi. Vấn đề là cái nhà cháu trả là đến bên này thì đến khu vực nào thôi. Đất thì chắc đi. Để cho A Thảo đi, cho tí nhỉ? A Thảo đi. Đến cái chỗ trồng cỏ voi này. Hết cơ trồng của cỏ voi này á? Vâng, như bên này cũng toàn đá thôi. Hết cơ trồng cỏ voi này, à đây bên đây cũng đá đây này. Đây là cũng tảng đá này này. Thì mình sau này ví dụ như nào thì cái chú ý là làm cái phần nào ấy mà mình có nhiều mặt bằng, mặt phẳng nhất là mình làm. Còn bên này mình có thể tận dụng làm nhà bếp, đúng không? Nhà tắm hay gì đấy. Không sao cả, nhưng nhà chính mình làm bên này. Tại vì cháu cũng là một thân một mình thôi, cho nên là cái diện tích nhà mình không cần làm quá là rộng. Đấy, mình cũng chỉ đủ là cho cháu sinh hoạt phòng ngủ này rồi thì là một cái bếp trái nhỏ nhỏ ra để cho cháu là được rồi. Vị trí này cũng có thể làm được ở nhà. Nhưng mà cũng sau cái sàn ở thế này ấy. À được, làm cái sàn như nhà cháu Lành ấy, hiểu không? Đổ cột xong thì đồng thời sẽ đổ sàn. Với cái số tiền quỹ của nhà cháu trả hiện tại thì anh em đội team cũng chỉ nhận được là trên 44 triệu đồng, khoảng trên 44 triệu đồng mấy trăm nghìn đó. Tóm lại là trên 44 triệu đồng mấy trăm. Với cái số tiền này, quý vị nhìn cái vị trí của nhà cháu trả này. Sau này cái nền nhà này, mình làm được cái nền nhà cũng sẽ tốn kém hơn tất cả những cái nhà còn lại ấy. Đấy, cho nên là cái khoản số tiền đấy nó chưa đủ để làm một cái nhà. Cho nên anh em là nhiều khi cũng rất là sốt ruột, là các cô các bác cũng có nhắn tin gọi điện, cũng một số mạnh thường quân họ mà gửi cái số tiền đến để giúp cháu trả làm nhà ấy, thì cũng rất là sốt ruột, mà bản thân anh em đội team còn sốt ruột hơn tất cả các cô bác. Tại vì là cháu hiện tại là cái ngôi nhà là cũng ở tạm bợ như này. Là một hai nữa là anh em đã nhận được cái số tiền của các cô bác các bác đã gửi đến ấy, thì anh em phải có trách nhiệm cũng như là làm sao mình để tận dụng cái đồng tiền đấy làm tốt nhất cho cháu trả, cũng mong muốn là cũng làm nhà cho cháu trả càng nhanh càng sớm càng tốt. Nhưng mà hiện tại là cái nguồn quỹ đấy hiện tại là nó còn chưa đủ, vì là ở cái vị trí này mà lấy được cái vật liệu ở ngoài thị trấn vào ấy thì nó khá là xa, nó xa hơn là cả thôn Ha Cá. Tại vì là cái thôn này ấy, thì là nếu muốn lấy vật liệu về qua cả thôn Ha Cá cơ, qua cái thôn em cái ấy, thì mới vào đến đây, từ nhà em cái đến đây mấy cây nữa nhỉ? Từ cái chỗ đấy vào đến 6 cây. Từ nhà em ấy? Vâng. Từ nhà cái vào đây còn 6 cây nữa, có nghĩa là từ huyện vào đến thôn Ha Cá, còn thôn Ha Cá vào đến cái thôn này mà cái đường vận chuyển vật liệu vào đến đây còn 6 cây từ nhà em cái vào, từ huyện vào nhà em cái là nó cũng rơi khoảng tầm 30 mấy cây à? Chỗ đấy cũng 25 cây. 25 cây. 25 cây là từ đâu? Từ hơn phải hơn 25 cây chứ. Từ nhà em ra đến trung tâm xã là bao nhiêu? À, đi qua nếu mà không ý là em tính là không đi qua xa Khâu Vai, nếu mà đi qua xã này thì cũng hơn 35 cây. Từ nhà em ra trung tâm xã là 10 cây. 10 cây từ trung tâm xã Khâu Vai mà đến huyện là 22 cây. Là cũng gần 30 cây, từ đây vào đến đây 5-6 cây nữa, cùng 36 cây. Còn đi đường Park Dầu này thì gần hơn được là mấy cây. Vâng, chỗ đấy thì nó gần hơn. Đấy, nếu tóm lại là nó lanh quanh từ huyện thị trấn vào đây nó phải trên 30 cây. Mà cái chi phí vật liệu vào đây cũng khá là đắt. Và cái quan trọng hơn nữa là cái nền nhà này chắc chắn nó sẽ tốn hơn những cái nhà khác.
vì là quý vị nhìn thấy cái địa hình của nhà cháu ấy, ở đằng sau thì toàn đá này, ở bên trước thì nó cũng lại lõm xuống như này, nó không được mặt phẳng ngay luôn từ đầu, cho nên là nhà cháu Trả này ước tính anh em ấy xem được cái nền nhà của cháu Trả này là nó cũng tốn hơn tất cả các nhà còn lại đấy. Và cái quan trọng là tiền công, bây giờ cháu Trả là cũng một thân một mình, cháu mồ côi nữa, tất cả mọi thứ đều phải đi thuê hết. Nếu mà có bảo nhà bác hoặc là mình có bảo được anh em hàng xóm họ giúp đi, họ chỉ giúp được một hai buổi thôi chứ người ta không giúp được xuyên suốt từ đầu đến cuối cả, tại vì bây giờ đang vào vụ bẻ ngô, cũng như là bây giờ bà con còn đi kiếm sống rồi thì là làm những cái công việc riêng của nhà bà con nữa, cho nên là họ cũng không thể đến giúp được mãi được. Mà mình có gọi người ta đến giúp thì mình vẫn phải bỏ cái tiền ra để mình mua những đồ ăn thức uống cho bà con, đúng không? Đấy, cho nên là nhiều khi là nó rất là khó. Anh em cũng tính là để mà mình thuê khoán cho người ta ấy, thì là mình đỡ phụ thuộc ai cả. Đấy, thì người ta làm nó sẽ nhiệt tình và chắc chắn sẽ nhanh hơn. Đấy, cái nguồn quỹ hiện tại anh em chỉ nhận được có bằng đấy thôi. Cho nên là mọi người và cả các quý cô bác cũng như là các khán giả xem được hết sức thông cảm. Không phải anh em là nhận được cái quỹ rồi anh em không có trách nhiệm với cái đồng tiền quỹ đấy, mà hiện tại cái quỹ đấy chưa đủ để anh em là thực hiện làm cái chương trình của nhà cháu Trả đấy. Anh Mà Ngọc hôm nay cũng vào thông báo như vậy để cho các bác nắm được cái tình hình của gia đình nhà cháu Trả như vậy. Cái nền nhà này thì vào thì nhìn sơ sơ qua ấy, thì là mình cũng làm tí đến đây này cái này. Tại vì cái này ở bên này ấy, thì là liên quan cái đường vào nhà người ta rồi, mình không thể làm ra quá nhiều bên ngoài được, tại vì mình phải chừa cái lối ra để làm sao người ta chở cái đồ đạc cồng kềnh vào nhà được. Vâng. Hiểu không? Ví dụ người ta chở cái tủ hay cái giường ấy cồng kềnh như này, người ta phải có một cái lối đủ vào nhà người ta. Vâng. Mặc dù là đất của mình nhưng mình không thể làm thế được, mình không thể là tuyệt tình thế được. Vâng. Mình ít nhất là phải chừa ra một cái lỗ từ đây này. Vâng. Đấy, từ đây làm như có sàn cũng phải từ đây. Đúng không? Của sạt đi từ đây vào đến đây 2m3 4m5 nó chiều sâu, nói chung là mình tận dụng được khoảng bao nhiêu thì được, nhưng mà làm sao để từ cái chỗ này cái kè bên dưới này vào càng sâu một chút để nhường cái đường cho người ta càng tốt. Nhưng mà như thế này đối với cái hoàn cảnh là một thân một mình như thế là cũng khả năng là gần như là tạm ổn rồi. Đấy, một là làm bếp bên này, hai là làm bếp bên này. Đấy, một trong hai vị trí như cái nhà chính là làm bên này. Đấy. Bây giờ hình như là cũng gần đến cái thời gian mà cháu Trả đi học rồi ấy. Thì tới này là cháu đi học ấy cũng không có thường xuyên có mặt ở nhà nhiều. Cho nên là mọi việc, mọi thứ mình vào là mình phải hỏi luôn từ đầu xem là cái nào như nào rõ ràng. Và cái quan trọng hơn nữa là lúc trước khi mình làm ấy thì mình phải làm sao được kết nối với cái nhà bác cháu Trả ấy. Đấy. Để người nhà người ta cũng hộ là ít nhất là người ta cũng những cái việc mà liên quan đến phần đất cát thì là liên quan đến những cái việc mà bà con hàng xóm ở đây thì người ta hộ giải quyết cho mình ấy. Vâng. Đấy. Thì mình cũng chỉ là như thế thôi, tại vì mình cũng là người lạ đến ấy. Nên là mọi thứ là mình cũng không thể nắm rõ được. Bà con hàng xóm ở đây thì mình cũng có nhẹ nhàng thôi. Mọi việc nó sẽ ổn.